David làm cái video này để hướng dẫn cho mọi người những cái cơ hội đầu tư Bitcoin và những người còn đang bắt đầu cũng như là một số người đang có kinh nghiệm rồi, chúng ta cũng có thể tham khảo những cái cách đầu tư Bitcoin lúc này. Nhân cái cơ hội mà halving thì chúng ta có thể thấy được những cái giá Bitcoin nó đã tăng lên như vũ bão, thì đây cũng là một cái cơ hội của những nhà đầu tư. Các vùng như là 7682 đã được đẩy lên vùng 9460 và đang có sự điều chỉnh. Vậy thì chỉ còn một tuần nữa thôi là chúng ta có cái kỳ Bitcoin, tức là cái chu kỳ mà phân tách cũng như là làm tăng độ khó của việc khai thác Bitcoin. Mình nói nôm na là như vậy, thì đấy là những cái phương tiện kỹ thuật để khai thác Bitcoin, khiến cho giới đầu tư như chúng ta có những cái cơ hội để mua vào và nó sẽ tăng giá. Và những người đang theo Bitcoin trong cái thời gian vừa qua cũng kỳ vọng nó có thể nhắc lại các cái vùng mà nó đạt đỉnh ở trong cái mốc mà trong quá khứ nó đã đạt được. Cũng giống như giá vàng thôi, nó đã từng có những cái sự đạt được $1,900, đúng không ạ? Người ta nói độ khó của việc khai thác Bitcoin với độ khó của khai thác vàng, người ta đã tính toán đến. Và trên đây là biểu đồ sóng của Bitcoin mà chúng ta đã nhìn thấy. Trước khi vào các cái phân tích và các cái cách làm, thì chúng ta có thể tham khảo qua cái Facebook Ông Già Đầu Tư, và chúng ta có các cái bài phân tích trong ngày hôm nay. Đây mà cái bài phân tích và kể các cái thông tin xu hướng của Ethereum sau động thái đe dọa áp thuế của Tổng thống Trump lên Trung Quốc, và thông qua cái việc mà người ta nghi ngờ cái việc Covid khắp thế giới, chứng khoán Mỹ đã giảm ngay sau đó. Các kênh trú ẩn an toàn như vàng, crypto đang được nóng lên. Sự kiện vào 12 tháng 5 đó là kỳ halving của Bitcoin còn hơn 8 ngày nữa. Trong lần hai lần halving thì là 28 tháng 11, hai lần là ngày 28 tháng 11 2012 và 2016 mùng 9 tháng 7, thì giá Bitcoin đã tăng mạnh ngay sau đó. Cứ sau mỗi 10 phút Bitcoin sẽ được sinh ra từ mạng lưới trong 4 năm đầu tiên của Bitcoin. Trong 10 phút sẽ có 50 Bitcoin được sinh ra. Sau đó là 4 năm tiếp theo thì halving thì nó còn một nửa. Tức là năm 2012 thì còn 25. Và cứ như vậy 2016 nó sẽ còn 12,5. Và 2020 nó sẽ còn xuống 6,5. Do vậy đây là những cái thông tin để làm cho Bitcoin người ta đổ xô vào, người ta mua vì cái độ khó của việc khai thác. Và tất nhiên Ethereum cũng đã tăng giá trở lại. Ether sẽ test các vùng như là 226, 250, và nếu phá vỡ nó sẽ vùng như là 280, 286 theo một cái biểu đồ. Thì đây là những cái mô hình mà chúng ta đã nhìn thấy các cái quy trình để chúng ta nghiên cứu. Vậy thì biểu đồ daily của Bitcoin hôm qua chúng ta phân tích ở vùng 9450 là đang là vùng kỹ thuật, các lệnh chờ bán đã khớp và đẩy giá Bitcoin trở lại vùng 87. Tuy nhiên lực bán chưa đủ mạnh để xác nhận xuống đảo chiều, do đó là gì ạ? Chúng ta nhìn thấy cái con sóng của Bitcoin trong ngắn hạn đang được bơm lên vùng 49445, sau đó là đẩy mạnh ngay trong tối hôm đó là vùng 8407, đúng không ạ? Sau đó là kỳ halving, người ta tính toán đồn đoán rằng là gì ạ? Những người mua tranh thủ giá vùng quanh vùng giá thấp bất kể là giá bao nhiêu, sau đó lại được đẩy lên 9196 liên tục, đúng không ạ? Và lúc này trong ngắn hạn đỉnh sau đã cao hơn đỉnh trước, và chúng ta sợ rằng là gì ạ? Nó sẽ lên sớm hơn cái kỳ halving. Kỳ này đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy nó tạo ra một cái trendline trong một cái chu kỳ hai đường thẳng song song thế này, thì nó sẽ đi xung quanh ở trong đây vùng 91, 92, 94. Và cây nến nó đang rất là chắc ở trong các cái vùng của Bitcoin khi mà đánh xuống các vùng Ichimoku cũng như là Bollinger Band. Vậy thì chúng ta sẽ có những cái hướng dẫn đầu tư Bitcoin. Đầu tiên chúng ta có một cái mô hình vật chất. Đó chính là cái mua chữ trong ví, đúng không ạ? Đây là cái mà chúng ta có thể xem xét để chúng ta mua chữ trong ví. Thì chúng ta vào Remitano.vn, ở một cái video tôi có hướng dẫn chi tiết, đúng không ạ? Và chúng ta có thể nạp Vietcombank vào đây để chúng ta mua
Bitcoin, đúng không ạ? Video này tôi sẽ lấy lại và tôi sẽ gửi vào trong các cái email mà gửi lại cho mọi người. Các cái phân tích cũng như là tổng hợp các cái coin như là BNB, ETC và Dashcoin cũng như là một số các cái đồng coin khác. Tuy nhiên thì tôi muốn là gì ạ? Chúng ta tập trung vào Bitcoin và Ethereum lúc này, ta sẽ có những cái cơ hội khả quan hơn. Và chúng ta tập trung vào nó thì chúng ta sẽ nhìn thấy những cái cơ hội nó được hiện rõ khi mà chúng ta giao dịch tập trung vào Bitcoin với cái kỳ halving tới đây. Chúng ta cũng đăng ký ở trong cái bitcoinvietnam.org để nhận được những cái thông tin chi tiết để chúng ta hướng dẫn. Mô hình vật chất này, mua chữ trong ví, đúng không ạ? Và chờ cao chúng ta bán ra. Cái này thì nó sẽ phù hợp với những cái người chữ lâu dài. Đó. Tuy nhiên nếu trong trường hợp sóng mà kém, đúng không ạ? Tức là nó giảm giá, thì chúng ta vẫn có BTC trong ví, nhưng giá trị thì giảm đi. Đó. Vậy thì cái người mua chữ lâu dài thì nó sẽ đúng khi mua ở nhiều mức giá. Ví dụ chúng ta thấy được mua ở 9.000, hoặc mua ở 8.000, hay là mua ở 7.000, hay mua ở 6.000. Ví dụ mỗi một lần chúng ta mua 1 BTC hoặc chúng ta mua 0.1 BTC, đúng không? Lập tức là gì ạ? Chúng ta vẫn trữ được 1 BTC tổng khi mà chúng ta giao dịch 0.1, đúng không ạ? Và được ở nhiều mức giá. Hoặc là trữ được 10 BTC ở nhiều mức giá. Ví dụ 9, 8, 7, 6, 5. Ví dụ như vậy. Chúng ta đoán nó sẽ tối đa nó về vùng 5.000. Nhưng trong tương lai thì nó hoàn toàn có thể về cái mốc gì ạ? Là 24K hay là 120K. Ví dụ như là đồn đoán. Nhưng hoàn toàn nó có thể về 3K7 hay là 5K7. Vậy chúng ta đủ tiền để tích trữ một năm hay không? Đó chính là cái dạng đầu tư vật chất. Và chúng ta thừa, không phải sử dụng tiền. Giống như đầu tư, chúng ta phải tài tưởng tượng như là nó giống như là một cái việc là đầu tư, giống như bất động sản. Và gần đây tôi thấy giống như là những người ta chơi sim số ấy, chơi sim số. Ví dụ người ta mua trả góp một cái số ngũ quý chẳng hạn, ví dụ như vậy. Thế thì người ta trả góp trong vòng 5 năm, 4 năm, đúng không ạ? Cho đến khi vừa dùng, vừa góp, đúng không ạ? Góp, đúng không ạ? Và cuối cùng người ta đạt được mục tiêu và người ta có thể gì ạ? Bán ra. Thế thì đơn giản đó là gì ạ? Trả góp như vậy. Thế thì nếu trong trường hợp dạng vật chất thì chúng ta hoàn toàn có thể cái cách để mà chúng ta nhìn nhận là việc lâu dài. Đó, thì chúng ta vào Remitano, chúng ta vào đăng nhập, đúng không ạ? Chúng ta nhớ vào cái link remitano.vn, đúng không ạ? Theo một cái link video. Sau đó chúng ta theo dõi các video cũng như là các cái biểu đồ, đúng không ạ? Đó. Rồi, vật chất đấy là dạng vật chất. Mô hình vật chất, đúng không ạ? Mô hình thứ hai đó là dùng BTC để mua coin khác. Chúng ta tập trung vào đợt tới, đúng không ạ? Ví dụ như là chúng ta mua V con coin BTC để lên sàn, hay là ETH, hay là LTC, hay là Dashcoin, đúng không ạ? Dashcoin, vân vân, một số coin. Nhưng mà chúng ta nên chú ý là những cái coin top, đúng không ạ? Đây, ví dụ chúng ta mua BNB, chúng ta xem BNB có những lúc về 16 lên 18, lúc xuống rất sâu, đúng không ạ? Ở khía cạnh là chúng ta sẽ tính toán là chúng ta mua những cái coin chính thống, đúng không ạ? Ví dụ như là EOS giá đang rất là thấp, ETC 7.3, đúng không ạ? Chúng ta chờ kỳ vọng vào cái việc mà kỳ halving này nó sẽ đẩy tất cả các altcoin. Đó là những cái mà chúng ta xem.
BNB, nhưng mà ở cái khía cạnh video này tôi muốn tập trung vào ETH và BTC mà thôi. Rồi, tiếp theo nữa là mô hình của chúng ta là mô hình đòn bẩy. Đó, cái này thì nguy hiểm. À, và nó rủi ro hơn. Nhưng mà lãi cao. Nhưng mà chúng ta hiểu được là nguy hiểm và rủi ro vì không biết thôi. Đúng không? Nhưng nếu chúng ta hiểu được mô hình đòn bẩy thấp thì an toàn. Đó. Ví dụ chúng ta có 8.000 đô. Nếu chúng ta mua một BTC thì chúng ta được coi là đòn bẩy 1 chia 1, đúng không ạ? Nhưng nếu chúng ta có 1.000 đô, chúng ta mua 2 BTC thì chúng ta coi như là đòn bẩy 1 chia 2, đúng không ạ? Nhưng có những người người ta muốn mua 1 chia 100 thôi. Mà chúng ta không hiểu thì suy ra là nguy hiểm. Đúng không ạ? Nhưng mà thực tế là chúng ta chỉ cần nên 1 chia 10 hoặc 1 chia 5 là chúng ta an toàn. Chúng ta phải tưởng tượng như vậy. Đó. Vậy thì muốn dùng cái mô hình đòn bẩy này, chúng ta buộc phải biết phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản, đúng không? Phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản như sau. Phân tích kỹ thuật tức là dùng các mô hình sóng này, chúng ta phải nhìn sóng này, các cái nến này. Rồi các cái chinh phục giá, đúng không? Biểu đồ 1 giờ, 4 giờ. Các điểm cản, các vấn đề cản của đám mây Ichimoku hay là Bollinger Band. Rất nhiều. Thì chúng ta sẽ có thể giao dịch được. Phân tích cơ bản đó là gì ạ? Dùng các tin tức ảnh hưởng đến thị trường tài chính để chúng ta dự đoán, đồn đoán các cái yếu tố quan trọng khi mà giá USD nó biến động hay là thị trường nó trú ẩn vào vàng hay vào Bitcoin hay vào một số các cái thông tin mà thời tiết hay là dịch bệnh hay là chiến tranh nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề lưu trữ hay là mua bán hay là xả hàng. Ví dụ trang web này sẽ giúp cho chúng ta Thủ tướng Anh trước khi điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Đó, đây ông tuyên bố như thế. Đó. Những cái tin này nó sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế. Rồi biết về giá dầu, nguy cơ giá dầu âm giảm nhưng giá dầu vẫn gặp nhiều vấn đề, đúng không ạ? Hiện tại nói về giá dầu nhiều, đúng không Đó, đây là những cái để chúng ta có thể xem các cái thông tin đó. Thì chúng ta vào website để biết được phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản đó. Đánh giá thị trường Forex USD đó. Đây là những cái biết được phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật đúng không ạ? Tất nhiên chúng ta phải tìm tòi học hỏi đó. Đó. Vậy thì tuy nhiên chúng ta hôm nay sẽ được phân tích qua một cách để an toàn. Đầu tiên đấy, chúng ta sẽ mở Rimi Nano.vn để chúng ta có thể mua vật chất. Đó. Thứ hai, chúng ta mở tài khoản là hotfx.vn để chúng ta có được tài khoản giao dịch đòn bẩy. Ví dụ 1 chia 10. Đó, đây là cái mà chúng ta xem. Và sau khi vào HotFX rồi chúng ta sẽ có cài được MT4 như sau, đúng không ạ? Đây là một cái tài khoản MT4 mà quỹ GFX của chúng tôi đang giao dịch, đúng không ạ? Tài khoản này thì cứ đều đều một ngày giao dịch, đúng không ạ? Ví dụ đây là tỷ lệ tài khoản thắng, đúng không ạ? Mua bán bảng Anh Euro và tất nhiên trong video này gói gọn ở cái việc mà chúng ta mua Bitcoin. Thì tôi sẽ giới thiệu với mọi người cái cách để mà chúng ta hedging là một cái thuật ngữ để mua và bán. Thực chất là nó là dùng, có người ta đã dùng rất lâu rồi, no loss để mua và bán. Nó được dùng ở thị trường vật chất hay thậm chí là phi vật chất như euro bảng Anh. Nhưng mà vấn đề phải có sóng lớn thì nó phù hợp với kỳ halving. Đó. Thế thì ở vàng người ta sẽ làm, đúng không ạ? Ví dụ
Tôi có thể nói luôn, đúng không? Trong thị trường vàng, vàng vật chất người ta mua mua 83 lượng vàng và bán một lót vàng đó trong margin đó, ví dụ như vậy, mua 83 lượng vàng đó thì cho nhân với vật chất giá đó, ví dụ vật chất bây giờ 83 lượng là nhân 50 triệu ví dụ đó, và bán một lót vàng chúng ta phải tưởng tượng là tài khoản 1.000 USD đúng không ạ, thì đã bán tối đa được một lót vàng ví dụ như vậy, còn 71 100 chúng ta có thể tính toán. Thì đấy là tối thị trường vàng. Mình đi chi tiết vào BTC. BTC thì chúng ta có một cái như này, đúng không ạ? Khi mà chúng ta mở Rimi, Tano, .vn, chúng ta mua một BTC, đúng không ạ? Chúng ta cần 8.000 USD. Ví dụ như vậy. Bây giờ là đang là 9.000 rồi. Rồi. Trường hợp thứ hai, vào Hot SX VN, đúng không ạ? Chúng ta bán một BTC chẳng hạn như vậy. Chúng ta cần 800 USD. Ví dụ đòn 7 1 chia 10 mà, đòn 7. Đúng không ạ? Tức là có 1 đồng chúng ta bán được 10 đồng. Đấy, đấy là một trong những cái ví dụ. Vậy câu hỏi đặt ra, chúng ta phải có hai tài khoản Remy Tano.vn, tài khoản Hot FX.vn, đây là cái link bên David đúng không ạ, để chúng ta hướng được hướng dẫn. Vậy thì chúng ta sẽ xảy ra hai trường hợp gì đúng không ạ? Một là ở tài khoản Remy, tôi gọi là tài khoản A. Đây là tài khoản A. Tài khoản này được gọi là tài khoản B, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta có trường hợp tài khoản đầu tư là tài khoản A. Lãi thì đương nhiên B sẽ lỗ, đúng không ạ? Trường hợp 2 là B lãi, là A lỗ, A lỗ và B lãi, đúng không ạ? Chúng ta sẽ xảy ra trường hợp gì? Trường hợp này. Thứ nhất, chúng ta sẽ thấy được là tổng hai cái trạng thái này chúng ta sẽ nhìn thấy khi thị trường biến động mạnh, lập tức cái trạng thái của cái tài khoản A và B sẽ mạnh hơn, đúng không ạ? Trạng thái của AB sẽ mạnh hơn, nhưng chúng ta cần cần trạng thái của cái tài khoản B tốt hơn, tức B phải lãi nhiều hơn A, đúng không ạ? Đó, đây là cái mà chúng ta sẽ biết được về cái thuật toán về no loss và hedging. Và các cái thị trường về vàng người ta cũng gì ạ, sử dụng các cái thuật toán hedging để chờ cái biên độ co lại giữa giá vàng thế giới và giá vàng vật chất trong nước. Chúng ta hay thường thấy nói đến cái vấn đề gì ạ, giá trong nước và giá thế giới đang lệch nhau 1 triệu đồng một lượng, hay giá trong nước với giá thế giới đang lệch nhau 2 triệu đồng, và giá thế giới hay giá trong nước lệch nhau 500.000 đồng, đúng không ạ? Ví dụ như vậy. Thì tôi muốn nói với mọi người rằng là gì ạ, chúng ta có thể sử dụng hedging trong cái giao dịch BTC kỳ halving này. Ok. Thì điều đầu tiên chúng ta phải chú ý, một, phân bổ tài khoản và hiểu rõ mức lỗ
và lệch giá giữa hàng vật chất và margin. Ví dụ chúng ta sẽ thấy được hàng vật chất và hàng margin nó sẽ khác nhau, đúng không ạ? Ví dụ ở trong forex, trong cái hàng vật chất này thì cuối tuần là giá nó không chạy, ngày mai nó sẽ chạy, đúng không ạ? Chúng ta sẽ thấy là khi mà chúng ta đóng lệnh hay chúng ta mở lệnh, giá nó sẽ cân bằng với thế giới. Cụ thể chúng ta phải cân đối giữa giá này và cái giá của TradingView. Trường hợp thứ hai là phải tính toán được cái tài khoản B, tức là tài khoản margin đấy, đúng không ạ? Đủ sức mạnh hoặc là sẽ bị stop out, tức là cháy đấy, để tài khoản A lãi vượt cái số lỗ. Vậy thì nó đúng khi thị trường mạnh, và tất nhiên chúng ta sẽ thấy được là thị trường sideways thì người ta sẽ nói là lỗ cả hai, nhưng yên tâm chúng ta sẽ không bị lỗ cả hai đầu, đúng không? Thứ ba, chúng ta vẫn mong được lãi hai đầu. Ví dụ tổng lợi lãi của tài khoản A margin lãi sau đó chờ hàng vật chất lỗ ngược lại, lãi ngược lại, tức lỗ sau, lỗ trước và lãi sau vì có sự điều chỉnh. Rồi, vậy nói đến đây chúng ta sẽ nhìn thấy con sóng của Bitcoin nó như sau. Đầu tiên, khi sóng nó biến động rất mạnh, chúng ta sẽ thấy khi sóng nó biến động rất mạnh, khi sóng nó biến động rất mạnh, đương nhiên cái tài khoản của chúng ta là chúng ta mua ở cái trạng thái đang đúng sóng, ở cái trạng thái đang đúng sóng thì cái tài khoản margin nó lớn, ăn rất là nhiều, và ngược lại cái tài khoản vật chất chúng ta giữ được hàng nhưng chúng ta sẽ bị lỗ, đúng không ạ? Nhưng nếu trong trường hợp, đúng không ạ, nếu trong trường hợp cái tài khoản vật chất chắc chắn là nó không lên mãi, nó sẽ có sự điều chỉnh, thì khi chúng ta ăn lãi ở cái tài khoản margin lập tức cái tài khoản vật chất chúng ta bị lỗ, và chúng ta có thời gian chờ đợi lập tức là giá nó sẽ đi xuống và chúng ta sẽ lợi nhuận hơn ở cái việc là hàng vật chất nó sẽ nó sẽ ăn ngược trở lại. Và chúng ta có thiên hướng như sau, thiên hướng như sau. Đầu tiên, đúng xu hướng sẽ là tài khoản margin, đúng không ạ? Và ngược xu hướng sẽ là tài khoản vật chất. Đấy là cái mà chúng ta kỳ vọng. Giả sử nếu sai điều này thì chúng ta sẽ có trạng thái hòa và cắt khi đó cần làm lại. Đó, đây là cái mà chúng ta cần phải biết là hedging. Ok, vậy thì chúng ta đã hiểu qua được cấu trúc phân bổ hai loại trạng thái vật chất và margin. Thì hy vọng rằng là chúng ta sẽ bàn bạc và đưa ra cái cách để chúng ta hiểu được. Và hệ thống no loss system không phải bây giờ chúng tôi mới vận vận hành, mà chúng tôi đã vận hành đối với GFX, cái quỹ của chúng tôi gfx.com.vn, đúng không ạ? gfx.vn, chúng ta có thể tìm hiểu rất là sâu ở trong gfx.vn, và mọi người có thể Zalo 0987332228 biết thêm thông tin chi tiết. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có cách để chúng ta sử dụng các cái thuật toán no loss system. Và mọi thông tin chi tiết chúng ta mở tài khoản ở remitano.vn và các cái thông tin chúng ta hot fx.
vn, sau đó chat Zalo của người David để bắt đầu hướng tới cái cách đầu tư. Và nếu trong trường hợp chúng ta đã hiểu qua cái thông tin thì chúng ta hoàn toàn có thể đưa ra các cái cách để chúng ta giao dịch dựa trên là phân tích kỹ thuật để chúng ta có thể mua một chiều hay là bán một chiều. Thì tôi giới thiệu cái này để chúng ta biết được và cái tình hình no loss system đối với Bitcoin. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Trong thời gian tới đây thì chúng ta sẽ để ý các cái thông tin của Facebook ông già đầu tư để chúng ta biết được thêm các vấn đề về Ethereum. Thì hy vọng rằng cái kênh Bitcoin sẽ hỗ trợ các nhà đầu tư và chúng ta đừng ngần ngại có thể đăng ký đầu tư cùng với David. Xin được cảm ơn và hẹn gặp lại.